hay chạy tranh thủ. À, việc ở ngoài đường mà, nên là xử lý được. Chợ đúng chợ rằm và vắng. Chứ mà cây cối này thì có mà đi cả nước. Cây này của ai đi, bác? À, thế à? Ở trên quê nhỉ? Cái này mà không biết bao đồng đây. Cả chợ này chắc có mỗi cây này. Chả có cây gì khác. Cái đấy là mấy đồng rồi bác? Chợ rằm tháng giêng. Ngày xưa là cũng ở cái ngọn ra nhỉ. Này nó ấy. Cho ngắn lại. Cái to. Lùa cái viên đá mà đây cho bể to ra. Nhỉ. Yeah. Sau ấy thì lùa viên đá vào cho bể là to. Thu ngắn lại. Mà chứ lùa đá trồng lại. Trồng lại phụ hay kéo ra. Thu ngắn lại cho nó bé lại. Bây giờ mình đi bán thì cứ để thế đã, ai làm thì về thì làm. Thành quê đây. À, chợ ở đây rằm chả có gì. Năm rồi mà vẫn chưa có gì cả. Có cây nhiều cây. Nay là người ta sắp rằm nên là sắp rằm nên là. Ờ, đi lễ nhiều. À, mình không làm này bao tiền này em cũng không để ý. Thế nào? Làm này. Quê 2 triệu. Quê à? Quê. Nó lại sao tiền? Dạ. Nó lại chơi được không? Dáng dấp được. Dáng dấp được. Tạm tạm nhỉ. Quê ông này còn chơi khay nhựa này. Nuôi mà anh. Nói chung là đi đường mà bị muỗi đốt thì đau. À. Mưa lại nắng nóng lên. Ừ, chưa nổi người sợ thật. Đang rất được. Mà con này tay chân mềm ngoào quá đúng không? À đấy. Dạ. Anh nghĩ ra cái tầm này nó phải rụt lại chứ, tầm này nó lại để mềm ngoào này là rất khó chơi. Làm lại thì để rất nhiều thời gian. Dạ, ngắn hết này. Rụt hết lại. Đúng rồi. Đang vừa bảo để cái này thì có nhìn nó cả nói chung là cả chợ này có mỗi cây. lượn vòng chả thấy cây nào. Mặt trước đầu bên kia, đầu chợ kia có gì. Mấy cây ở trên xe kéo này. Xe kéo này. Kéo này kia, xe bò kéo này. Cái hoa giấy á. Cứ để trên có xe mấy cây kinh thôi. Thấy mỗi cây hoa giấy to đùng rồi. Đấy, này gần. Tôi thích làm này thôi. À. Khi mà nó có lá thì cảm giác nó đầy. Làm này răm này mai dày lên. Đúng rồi, thì nó có chỗ để con do cho răm. Thì đã mở hàng cái nào chưa? Chưa. Này là cũng quê ở nhà. Là bác. Gắn gấp này cũng quách đấy nhỉ. Trên chợ luôn. Này là mấy tiền? Mấy tiền? Cái này á? Cái này 2 triệu. Nó rẻ hơn cái kia. Nghe cũng cổ lão đấy nhỉ. Cổ lão. À, cổ quịch cái này. Đẹp đẹp. Vệ. Yeah. Cắt chỗ này mà lùi ra tí thì tốt quá. Được sáu. Cây làm đâu? Người ta làm cắt chuyển rất dần. Chợ này thì làm cây to to thì chưa biết nhưng mà có mỗi hai cây xanh. Có hai cây xanh là có hình hài rồi. Yeah.
này với cái làng này. Lắm người gọi điện thoại quá. Sung bên này thì phiên chợ này vắng kỷ lục rồi. Dưới này là bao tiền ạ? 2 triệu. Mua đi bác, siêu rẻ và chợ không ai có. Mặt trước của cây này đây. Nay không rủ ông Khải đi cùng ông Thìn. Ông Nhạn ông biết đã bán mấy cái cây kia chưa? Cái nào anh? Ông mang đi. Ông Nhạn ấy. Cái nào? Cái nhỏ con này này. Ở trong mới lấy ông mới mua. Đấy. Đây là bán chưa? Hôm cho mấy ông cái số điện thoại mấy ông có gọi. Chưa bán. Chắc còn ông ở xa. Cây cao này thôi rồi. Đúng rồi. Cây cao này thôi. Một cây đấy thì ảo tưởng sức mạnh quá. Vẫn ở vườn. Đấy. Lâu sút đi được lắm cây đấy. Bán rẻ thì không bán được mà nó đắt thì khó, cái đấy khó. Cái nó bé quá. Bé quá không đáng ngại nhưng mà nó cái thân với lại cái tay cành nó rối rắm. Thân của nó lại hơi dẹt dẹt, bé nhỏ. Và tay cành thì toàn là dây dợ. Đâm mà là rối, nó không cân với cây nhiều quá. Chứ không em múc cây đấy lâu rồi nhưng mà cái tỷ lệ đi thì được. Nếu mà chân bệ cũng tạm được nhưng mà nhỏ quá. Ông cũng bón biết đàng hoàng như nhỉ? Thấy đâu, đây là chè. Chè. Chè tưởng đỗ tương tiếc thì đi đây. Hello ấy. Ừ, có anh. Lắp nó phụ điền. Giờ cái này nó lại cũ của mạng. Giờ này lắp được nhưng mà rồi thì ra nó cũng chuẩn. Điền. Dằm này người ta chưa mở hàng, quen cho hàng hỏi thôi chứ còn. Chứ còn mà một số cũng quen là không biết đâu. Không dám hỏi vì người ta chưa mở hàng. Nhiều người ta kiêng. Đây, nhà ông Lập đấy, nhưng mà nhà ông Lập thì nhà ông Lập mấy hôm nay nhà có việc, toàn nhờ người trông hộ nên chỉ chở từ bán. Toàn cái kiểu xanh chở viền múc lên đây. Mùa lá liếc xanh tốt. Đấy quá. Cắt chiếc cục sẽ to. Cây này cũng nhiều tiền đấy, nhìn thế thôi, nhưng mình không dám mình tất nhiên là mình có tiền mình sẽ không chơi cây này vì nhát cắt nó rất là thô. Nhát cắt thô lắm. Ở nhà có việc đi vắng rồi. Đi vắng rồi. Xem thôi chứ mua chắc phải để lui lại. Ui, quả lộc vừng này kinh đấy. Vẫn mở ra đi. À thì vẫn phải mở. Chắc có người trông thôi. Nó nhiều quá chả biết quay cây gì bây giờ. Nó tầm chưa có cây nào nổi trội.
tìm kiếm một cốt xanh. Ngày xưa cũng thi thoảng múc được một số cốt xanh ở đây nhưng bây giờ thì ít lắm. Ít lắm. Này, lô lộc vừng chợ Viềng đây. Cái này không thấy giao bán trên mạng. Giao bán trên mạng này đã thấy đây rồi. Mấy bác Nam Định cũng bán nhiều. Đấy, đi vắng này, này cứ chằng chịt thế này. Lộc vừng này cũng cục. Cũng cục này. Mà bệ rễ nó thô quá, rễ thô quá. Và thâm thủy lục vừng thì ghép vào rễ mà cái phôi lục vừng như này kiếm rễ, đá thâm thủy cũng dễ kiếm mà cho đây thì lại tiền triệu thế, nhưng mà lại rất ít bác làm, chỉ có mua thôi, mua sẵn thì mua. Tất nhiên mỗi thì bỏ tiền ra thôi. Ông này có cái cần thăng giống bờ vững ấy. Đấy, chắc cũng cầm lấy tiền. Nhưng ông này chắc phải quát nhiều hơn. Sau này quát đắt hơn bờ vững. Cây năm liền này nhưng mà rối rắm quá. Cây làng nhưng mà nó khá là thô, 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 rất thô, nó cắt nó không bao giờ nó mịn được. Phôi thì phôi nhưng mà nó vẫn phải có cái nét sửa được. Được, cắt cái cọc này khó lắm. Đây, cành nó không theo được. Đã. Hoặc là xử lý mấy cái sẹo mà cái không phải sẹo mà mấy cái đầu cành cắt đi thì nó sẽ đỡ hơn. Đấy các bác nhé. Khung cảnh chợ vẫn còn bán hoạt đào kìa. Thanh lý mà. Chợ này rằm. Ra khu vực cuối chợ.